ngày hôm nay huynh đệ của chúng tôi đến đây để mà nói cho Hà Bá huynh một cái sự thật. Bữa giờ chúng tôi chỉ giả dạng là Nam Nhi thôi, chứ thật ra chúng tôi là hai tiểu thư, hai con bánh bèo đó. Ờ đúng rồi, tôi biết mà. Không ai đàn ông bằng giày á. Ủa vậy hả? Rồi đó, thì bây giờ huynh biết là chúng tôi là hai con bánh bèo. Nói thẳng luôn là hai chúng tôi ai cũng yêu huynh hết. Ừ, giờ huynh chọn đại đi. Thực ra thì bây giờ tôi như thế này nha, bây giờ ăn hàng á thì cũng nhà giàu mà, ăn cái nào cũng không có hết tiền. Nhưng mà nhà giàu á mà ăn hại á thì là một cái vấn đề nó khác. Có nghĩa là huynh chọn chị của tôi chứ không có chọn tôi đúng không? Thì huynh nói thẳng ra như vậy đi. Tôi ý tôi nói là nếu cuộc sống xã hội của mình bây giờ, nếu mà giàu mà ăn á thì cũng không sao. Nhưng mà cuộc sống xã hội của mình bây giờ mà giàu mà ăn hại thì nó có vấn đề. Bây giờ chọn ai? Tức là anh nói với em á là nhà giàu mà ăn thì cũng không sao. Trời ơi, ôi mọi ơi, mà đi với thật hùng rồi. Đi. Tôi nghe nè, chúc mừng tỷ nha. Thôi tỷ không ở lại đâu, tỷ đi đi. Thì bây giờ tức là cái xã hội bây giờ đó là